Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, dự kiến trong tháng 8 và tháng 9 tới, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế phá dỡ 5 công trình vi phạm về trật tự xây dựng ở xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Các công trình này thuộc các homestay nằm dọc hai bên đường bê tông và căn nhà ở trên đồi Giống Chum. Lý giải về việc trước đó chỉ đưa ra thông tin sẽ cưỡng chế căn nhà ở trên đồi, không cưỡng chế 4 công trình khác ở dưới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, do thời điểm đó địa phương đang xác định hành vi nên chưa ban hành quyết định cưỡng chế. Đến nay qua xác định, 4 công trình này có sự trồng lấn đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng nên sẽ cưỡng chế xử lý công trình vi phạm. Đối với công trình vi phạm tại xóm Ban Tiện, hồ sơ vi phạm do Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú lập thể hiện. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, lực lượng liên ngành đã lập biên bản đối với các cá nhân là chủ các homestay, nhà ở, công trình kiên cố tại đây. Trong biên bản thể hiện, các cá nhân đã có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 8, khu vực xóm Ban Tiện đã xảy ra vụ sạt lở bùn đất từ trên đồi cao xuống dưới, vùi lấp nhiều ô tô đổ trước các homestay. Chiều ngày 11 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can liên quan. Theo đó, bị can Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vụ 1, Văn phòng Chính phủ, đã lợi dụng vị trí công tác làm trái trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại đối với dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Ngọc về tội danh nêu trên. Chiều ngày 11 tháng 8, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ trọng án xảy ra tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, làm hai người trong một gia đình thương vong. Theo đó, nghi phạm là Hoàng Anh Thắng, 49 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Qua điều tra, năm 1996, Thắng kết hôn với chị Dê, 45 tuổi, ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, và có với nhau một con chung. Đến năm 2016, chị Dê đi lao động tại Đài Loan, Trung Quốc và hiện chưa về nước. Chiều ngày 10 tháng 8, Thắng từ thành phố Hải Phòng về nhà cha mẹ vợ, có mang theo hai con dao bầu, một dùi cui điện và một con dao bấm. Khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao đâm chết anh Dê, 42 tuổi, là em trai của vợ Thắng và gây thương tích nặng cho cháu C, 17 tuổi, là con trai của anh Dê. Những người khác trong gia đình cha mẹ vợ cũng bị Thắng dùng dùi cui điện tấn công, gây thương tích nhẹ. Sau khi gây án, Thắng đến công an huyện Ninh Giang đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Thắng, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong thời gian chị Dê sinh sống và lao động tại Đài Loan, nên Thắng đã nảy sinh ý định giết anh Dê và cháu C. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng Thắng theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 11 tháng 8, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang xác nhận 5 cán bộ thuộc hai xã của huyện này vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi giả mạo trong công tác, gồm Trần Văn Thẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình, Phan Đình Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hưng, Quách Văn Việt, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình, Tô Khánh Hoàng, công chức tư pháp hộ tịch, Danh Thanh Thủy, công chức địa chính lâm nghiệp xây dựng môi trường Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hưng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã đến làm việc với lãnh đạo các xã trên, tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam các bị can trên với thời hạn 4 tháng và tiến hành khám xét nơi làm việc. Sáng ngày 11 tháng 8, tại đoạn đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xe tải do anh Lê Thánh Sơn, sinh năm 1989, tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum điều khiển, đi từ hướng Nam ra Bắc, thì bất ngờ mất tay lái lật xuống ruộng. Vụ tai nạn đã khiến hàng hóa là trái cây đổ xuống đường. Rất may tài xế không bị thương. Anh Trương Minh Linh, Phó Bí thư thị đoàn Đức Phổ cho biết,
Đoàn phường Phổ Minh đã lập tức kêu gọi thanh niên cùng người dân tập trung thu gom trái cây bị đổ, chủ yếu là trái chanh dây, giúp tài xế. Đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường Phú Yên cho biết đã tiến hành lập biên bản tạm giữ trên 4 tấn shisha nhãn hiệu tiếng nước ngoài, nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Theo đó, tối ngày 10 tháng 8, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra xe tải do tài xế Nguyễn Trọng Chung, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Hưng Yên, điều khiển trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Kết quả phát hiện có chở theo 12.168 hộp thuốc shisha mang nhãn hiệu tiếng nước ngoài. Ngày 11 tháng 8, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết công ty đã ghi nhận một số nội dung lừa đảo tiền điện qua điện thoại bằng các chính sách hoàn tiền. Các chính sách hoàn tiền mà các đối tượng lừa đảo đã sử dụng như điện lực quyết toán dôi dư nên hoàn tiền cho khách hàng, điện lực tính toán nhằm hóa đơn của khách hàng, có đoàn thanh tra nên điện lực phát hiện ra sai sót trong ghi chỉ số và tính hóa đơn khách hàng thuộc diện được hoàn tiền. Để được hoàn tiền nhanh chóng, đối tượng lừa đảo hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng hoặc truy cập website không phải của ngành điện để nạp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, được cung cấp từ 5.000 đến 10.000 đồng để có số tài khoản và được hoàn lại tiền. Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn đe dọa cắt điện nếu khách hàng không nộp tiền, giả mạo EVN CBC nhắn tin cho khách hàng với nội dung nợ tiền điện. Ngoài ra, trường hợp nếu có sai sót trong quá trình ghi chỉ số công tơ dẫn đến sai lệch sản lượng điện sử dụng trên hóa đơn tiền điện, như tiền điện tăng cao, công ty sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để xác nhận lại sản lượng điện tiêu thụ và tiền thu thừa của khách, có biên bản làm việc, sau đó sẽ thực hiện các thủ tục trả lại tiền thu thừa cho khách hàng, phát hành hóa đơn thoái hoàn.